Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, khi hai Việt hơi nước màu trắng bay ngang bầu trời gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine, giới chức địa phương tin may bay chiến đấu Nga sắp tấn công. Song những gì đã xảy ra gần thành phố Kosti Antinivka là chưa từng có. Theo quan sát, Việt hơi nước phía dưới đột ngột tách ra làm đôi và một vật thể mới nhanh chóng tăng tốc về phía Việt hơi nước còn lại cho đến khi chúng giao nhau và một tia sáng màu cam làm sáng rực bầu trời. Nhiều ý kiến đồn đoán, đó có thể là cảnh tượng một chiến đấu cơ Nga bị trúng hỏa lực từ máy bay đồng đội hoặc bị tiêm kích Ukraine bắn trúng ở cách tiền tuyến 20 km. Người Ukraine sau đó nhanh chóng phát hiện các mảnh vỡ rơi xuống và kết luận họ vừa chứng kiến sự phá hủy vũ khí mới nhất của Nga, máy bay không người lái UAV chiến đấu tàng hình S-70 Okonik. Đây không phải là UAV thông thường mà là phương tiện không người lái hạng nặng, to bằng máy bay chiến đấu nhưng không có buồng lái. Okonik rất khó bị phát hiện và những người phát triển mẫu UAV này quả quyết gần như không có sự tương đồng nào trên thế giới. Tất cả có thể là sự thật, nhưng rõ ràng Okonik đã bay lạc hướng và những hình ảnh quay được tại hiện trường khi đó ám chỉ một tiêm kích Su-57 của Nga dường như đang đuổi theo UAV. Tiêm kích Nga được cho là có thể đã cố gắng thiết lập lại liên lạc với UAV lạc đường. Nhưng vì cả hai đều bay vào vùng phòng không của Ukraine, nên quân Nga có thể đã quyết định phá hủy Okonik để ngăn nó rơi vào tay đối phương cả Moscow và Kiev đều không chính thức bình luận về những gì đã xảy ra trên bầu trời gần Kostyantynivka vào ngày 5 tháng 10. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, quân Nga rất có thể đã mất quyền kiểm soát UAV do hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu. Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua giữa hai nước láng giềng đã chứng kiến nhiều UAV, nhưng không có loại nào giống như Okonik của Nga. Okonik nặng hơn 20 tấn và được cho là có tầm hoạt động 6.000 km với hình dạng giống như một mũi tên. Mẫu UAV này trông rất giống với X-47B của Mỹ, một UAV chiến đấu tàng hình khác được tạo ra cách đây một thập kỷ. Okonik được cho là có thể mang bom và tên lửa để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên không, cũng như làm nhiệm vụ trinh sát. Đáng chú ý, UAV này được thiết kế để hoạt động kết hợp với tiêm kích Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga. Các tài liệu ghi rằng, Okonik được phát triển từ năm 2012 và có chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Xong, không có bằng chứng nào cho thấy Nga đã triển khai mẫu UAV này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đầu năm 2024, có thông tin Okunik xuất hiện tại sân bay akhtubinsk ở miền Nam Nga, một trong những địa điểm phóng các máy bay tấn công Ukraine. Vì vậy, chuyến bay bị hủy bỏ ở Kosti Antinika có thể là một trong những nỗ lực đầu tiên của các lực lượng Moscow nhằm thử nghiệm vũ khí mới của họ trong điều kiện chiến đấu. Nhà chức trách Ukraine tiết lộ, đã tìm thấy công mảnh vỡ của một trong những quả bom lượn tầm xa D-30 của Nga tại nơi UAV rời. Những vũ khí trên người này sử dụng định vị vệ tinh để trở nên nguy hiểm hơn nữa. Vậy tại sao Okonik phải bay cùng một tiêm kích Su-57? Chuyên gia hàng không Anatoly Krabchitsky ở Kiev nhận định, tiêm kích có thể đã truyền tín hiệu từ một căn cứ mặt đất đến UAV để tăng phạm vi hoạt động của chúng. Sự cố của UAV tàng hình được tin là một tổn thất lớn đối với quân đội Nga. Okonik dự kiến sẽ được sản xuất đại trà trong năm nay nhưng rõ ràng UAV này vẫn chưa sẵn sàng. Nhà sản xuất đã chế tạo 4 nguyên mẫu Okunik và có thể chiếc bị bán rơi trên bầu trời Ukraine là chiếc tiên tiến nhất trong số đó. Chuyên gia Kravchiki giải thích, mặc dù UAV đã bị phá hủy, nhưng Ukraine vẫn có thể thu thập được thông tin có giá trị về nó. Chẳng hạn như UAV có radar riêng để tìm mục tiêu hay đạn dược được lập trình sẵn tọa độ để tấn công hay không. Căn cứ vào nghiên cứu hình ảnh từ hiện trường, ông Kravchiski đánh giá, khả năng tàng hình của Okonik còn khá hạn chế. Vì vòi phun động cơ hình tròn và có nhiều đinh tán làm bằng nhôm, nên UAV này có thể bị radar phát hiện. Chắc chắn, các kỹ sư Ukraine sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng xác UAV và chuyển những phát hiện của họ cho các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, sự cố này ám chỉ người Nga không ngồi yên hay chấp nhận phụ thuộc vào nguồn lực khổng lồ và vũ khí thông thường. Họ đang nghiên cứu những cách thức mới, thông minh hơn để chiến đấu. Và những gì thất bại hôm nay có thể thành công vào lần tiếp theo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bom lượn của nước này đã tấn công vào khu vực tập trung quân đội của Ukraine ở biên giới vùng Quốc. Cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào điểm mạnh là nơi tập trung quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bom lượn sử dụng trong cuộc tấn công được thả từ máy bay chiến đấu Su-34. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thiệt hại từ cuộc tấn công của đối phương. Cùng thời điểm, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandrsky tiết lộ, Nga đã triển khai 50.000 binh sĩ từ các hướng khác nhau tới khu vực Quốc. Động thái này làm phân tán lực lượng quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt tại các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk ở Ukraine. Hôm mùng 6 tháng 8, Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới của Nga và tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư. Ngay từ đầu, Nga đã khẳng định trục xuất quân đội Ukraine khỏi khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là chuyển hướng lực lượng nga khỏi các chiến trường ở miền đông ukraine củng cố vị thế của kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với moscow về mục tiêu chính khi tấn công quốc tư lệnh quân đội ukraine đại tướng oleksander zhinsky cho hay chiến dịch nhằm ngăn chặn nga sử dụng quốc là bàn đạp cho cuộc tấn công mới chuyển hướng lực lượng của moscow khỏi những khu vực khác điều này giúp tạo ra một khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự cũng như nâng cao tinh thần quân đội ukraine Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ lãnh thổ của Nga ở Kursk, nhưng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã buộc phải rút khỏi pháo đài chiến lược Vuleda, một thị trấn nằm ở phía nam Donetsk, vốn đã kiên trì chống chọi với các cuộc tập kích của Nga trong suốt hai năm qua. Trong khi đó, Nga đang tìm cách đánh bật quân đội Kiev khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk, tấn công vào vị trí nổi bật của Ukraine ở phía đông. Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin, lực lượng của ông kiểm soát hơn 1.300 km vuông tại vùng Quốc, bao gồm 100 khu định cư. Tính đến tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục ước tính quân đội nước này mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô trong cuộc chiến tại vùng Quốc. Kết quả cuộc giao tranh ở vùng Quốc có tác động đáng kể đến tiến trình cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Nếu giữ được một phần lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ sở hữu con bài có giá trị cao trong mọi cuộc đàm phán hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần qua tuyên bố, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi hai ngôi làng của Nga gần biên giới. Cụ thể, quân đội Ukraine đã bị trục xuất khỏi Novaya, Srochina, cách thị trấn Suza 15 km về phía bắc. Các lực lượng Nga cũng đã chiếm lại Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của vùng quốc do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ cảnh quay từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh. bmp 2 bộ này cho biết nhiều quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đang ngày càng mất đà và tình hình trở nên bế tắc kéo dài nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc. Thưa quý vị, một quan chức Ukraine cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới tỉnh Kursk. Động thái này sẽ dẫn đến sự suy yếu của lực lượng Nga ở các khu vực khác. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11 tháng 10 cho biết, Chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác nhau đã được Nga tái triển khai tới mặt trận Kursk. Theo ông Syrsky, động thái của quân đội Nga sẽ làm suy yếu các nhóm của họ ở các hướng khác đặc biệt là ở mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramastok. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý, điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn các hoạt động phòng thủ. Chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của lực lượng Ukraine đã diễn ra trong hơn 2 tháng. ép tuyên bố giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư. Tuy nhiên, phía Nga nói rằng đã chặn đứng các hoạt động của đối phương trong khu vực. Quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk trong một diễn biến mới, chỉ huy lực lượng đảng nhiệm Arkhmar của Nga, thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết một nhóm binh sĩ Ukraine mang theo trang thiết bị quân sự đã rút lui về nước qua biên giới với tỉnh Kursk. Ông Alaudinov chia sẻ với tốc độ hiện tại, chúng tôi có thể sớm báo cáo về việc giải phóng tỉnh Kursk. Trước đó, ngày 9 tháng 10, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kursk. Theo bộ này lực lượng Ukraine đã phải rút khỏi Novaya Sorochia, cách thị trấn Suha khoảng 15 km về phía bắc. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã giành lại Nikoski, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam tỉnh Kursk. Theo ước tính của Nga, tính đến ngày 10 tháng 10, Ukraine đã mất hơn 21.500 binh sĩ, 139 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân tại tỉnh Kursk. Ngoài ra, 155 khẩu pháo, 33 hệ thống tên lửa phóng loạt, 46 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không của Ukraine cũng bị Nga phá hủy. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine khẳng định việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo AFP, trong chuyến công du chớp nhoáng tới bốn thủ đô của châu Âu, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu và kêu gọi phương Tây hỗ trợ kỳ ép nhiều hơn trước một mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong chuyến đi kéo dài 48 giờ tới London, Paris, Rome và Berlin. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại sự ủng hộ của các đồng minh sẽ giảm sút nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với tổng thống Emmanuel Macron tại Paris, Pháp ông Zelensky phủ nhận thông tin của giới truyền thông rằng đang thảo luận về các điều khoản ngừng bắn ở Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố, đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi, đồng thời bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào liên quan đến việc nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, với lý do Moscow trước tiên phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết, đã cùng Tổng thống Macron thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev để đánh bại Nga, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Pháp vì tất cả sự ủng hộ trước mùa đông, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Ông nói thêm và thừa nhận tình hình khó khăn ở phía đông và thiếu hụt lớn về một số trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine và cho biết hai bên đã thảo luận về chiến lược cho những tuần và tháng tới. Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Tổng thống Zelensky đến Paris từ London Anh, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mark Rutte. Phát biểu sau cuộc họp tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelensky cho biết đã vạch ra chi tiết về kế hoạch chiến thắng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Thủ tướng Anh Starmer nhận định cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cơ hội để xem xét kế hoạch chi tiết hơn. Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev rất cần thêm viện trợ để chống trả sau khi nga chiếm hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ ở phía đông nước này. Ông cũng đang thúc giục việc được sử dụng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Washington và London đã trì hoãn việc phê duyệt vì lo ngại điều này có thể kéo các đồng minh NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Tổng thư ký NATO cho biết chưa từng có cuộc chiến nào giành chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí, do đó các cuộc đàm phán tập trung vào phạm vi hỗ trợ cho Ukraine. Viện Kien có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev có thể giảm một nửa xuống còn khoảng 29 tỷ euro, 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, lực lượng Nga liên tục giành lại quyền kiểm soát các làng ở vùng Kursk. Ukraine tập kích kho chứa UAV cảm tử của Nga ở vùng Krasnodar Krai. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo TASS, trong ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát ba khu định cư Pokrovskoye, Novaya Sorochina và Pokrovsky ở vùng Kursk. Phía Nga cho biết, với sự hỗ trợ của pháo binh, đơn vị lính dù thuộc nhóm tác chiến phương Bắc đã đánh sập cứ điểm của đối thủ Pokrovskoye. Lực lượng Ukraine sau đó đã rút lui trong hỗn loạn. Novaya Sorochina và Pokrovskoye là hai ngôi làng nằm gần thành phố chiến lược Sudza ở Kursk. Ngoài ba khu làng nêu trên, quân đội Nga cũng đang dần đẩy lùi đối thủ ở 10 khu định cư dọc theo biên giới. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmas của Nga cho biết, lực lượng Nga đang tiến lên ở 10 khu định cư ở Kursk, tại vùng biên giới Belarus. Chúng ta vẫn đang ngăn chặn quân đội Ukraine tiếp cận hàng ngày. Theo Kiev Independent, trong ngày 9 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích một kho chứa UAV của Nga ở gần làng Otibiasker, vùng Kranodai Krai phía Ukraine cho biết chiến dịch tập kích do cục an ninh Ukraine SBU và hải quân phối hợp thực hiện. Việc phá hủy cơ sở lưu trữ UAV cảm tử sẽ làm giảm khả năng không kích của đối thủ. Theo thông tin của Ukraine, có khoảng 400 UAV cảm tử Shahed của Nga cất giữ tại kho chứa ở Krnovodsk. Tờ Politico ngày 9 tháng 10 cho biết cuộc họp của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine vào ngày 12 tháng 10 tại Ramstein, Đức đã bị tạm hoãn sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy kế hoạch công du để ứng phó với bão miền Theo dự kiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng tại sự kiện này hiện vẫn chưa rõ về ngày họp trở lại, nhưng có một số thông tin cho rằng cuộc họp sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Bỉ ngày 17 tháng 10 thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo